bạn đang nhìn thấy có rất nhiều Skibidi Toilet đang bị camera nhanh xử lý đó. Bằng cách nào đây? Đó chính là nhấn cái nút ở trên đường cầu nha. Nhấn nút. Ở nhà chúng ta cũng vậy á. Chỉ cần xử lý một vật toilet, chúng ta chỉ cần nhấn nút là chúng sẽ bị tiêu diệt hết luôn. Đây là gì đây? Cái cây này để thuộc đường cầu á. Nó xử lý Skibidi Toilet á. Sẽ bị tan tác luôn. Quá trời lợi hại cameraman. Các bạn có thấy rất là nhiều cameraman không? Ánh sáng chói lóa luôn. Bị tiêu diệt hết rồi các bạn ơi. Rất nhiều cameraman là mặc áo vest nè. Rất là vàng nha. Rồi mặc áo sơ mi trắng nè. Rồi chúng bị xử lý hết. Nhiều nè mọi người. Các bạn có thấy không? Quá trời Skibidi Toilet tấn công luôn. À, chúng ta có một cameraman khổng lồ. Chuẩn bị tiêu diệt Skibidi Toilet thôi. Chúng đang bị tiêu diệt đó các bạn. Nó bị xoáy xuống vòng cầu hết rồi đó. Ồ, thật tuyệt vời các bạn nhỉ. Cameraman khổng lồ. Bây giờ chúng ta đã an tâm rồi đó. Mặt cười cũng khác nữa. Chúng ta đang nhìn thấy hai cameraman trắng và đen, hắc bạch vô thường. Ôi, họ đang bị quái vật tấn công. Có một vòng cầu có bốn chân đang bò đi giống như nhện vậy đó. Nhưng mà xung quanh của chúng ta có rất nhiều cameraman. Trời ơi, sao chút lại tay chút dài lắm luôn á. Ủa, sao mà cameraman bị bắt trên đường cầu nhỉ? Trên đường cầu nhỉ? Các bạn đang thấy Skibidi Toilet đang đi tới đó. Sao vậy ta? Cameraman của chúng ta cũng nhiều lắm mà. Đây, thì ra là rất là nhiều cameraman đang bước tới luôn các bạn. Trận chiến này thật là kịch liệt. Nhưng mà không sao, cameraman của chúng ta rất là tuyệt vời. Rất là một đấm một phát thôi à, quái vật bồng cầu tan tác hết, xỉu luôn, biến mất luôn. Bạn đang thấy nè, có rất là nhiều pin dự phòng. Ồ, có nhiều lo nè, lo dự phòng. Chúng xỉu hết các bạn ơi, nổ tung hết luôn. Tiếng hát liệt quá. Cameraman có thể bay nữa đó các bạn. Ánh sáng của cameraman. Ủa sao lại buồn nhờ? Ôi, bắn súng. Các bạn hãy cho mình một like nha. Bấm like cho mình nha. Thì cameraman mới có đủ sức mạnh để mà tiêu diệt Skibidi Toilet. Cảm ơn các bạn. Tàn và các bạn thấy không, mỗi lần mà nổ một phát đó ha là khói bốc lên ngùn ngụt, khói lửa cháy quá trời cháy luôn. Cameraman chúng ta rất là anh dũng đi tìm kiếm để mà tiêu diệt hết Skibidi Toilet mà chúng rất là nhiều các bạn, diệt hoài không hết vậy ta. Ôi camera cái Skibidi Toilet này nó có một cái chiếc xe to khổng lồ này và nó cũng chết rồi các bạn đó. Số lượng rồi. À, bên trong của chúng còn có rất nhiều cameraman của chúng ta phục sẵn nữa đó các bạn thấy không. Đây là rồi
nơi nào cũng toàn là chiến tranh, nơi nào cũng có rất là nhiều cameraman đang tìm kiếm Skibidi Toilet để mà tiêu diệt chúng. Đây, chúng đến rồi, có thể bay nữa, nổ mặt hết trơn luôn kìa, nổ rồi nha, sắp nổ rồi các bạn. Ôi, cameraman của chúng ta nó bị tiêu diệt, đang bị tiêu diệt. Có máy quen là máy cắt nè, ra mấy cái Skibidi Toilet này nặng quá. Ủa, sao cameraman của mình mà tự tiêu diệt nhau vậy ta? Bạn đang nhìn xem, rất là nhiều quái vật đang đi tới đó, bị nổ tung đó. Thật ra là ở trong những cái con Speedy Toilet này á, đang có một vài cameraman đang ẩn thân ở trong đó để làm nhiệm vụ đó các bạn. Cho nên có một số Speedy Toilet khổng lồ tự nhiên nó phát nổ ra, là do cameraman đang đặt bom ở trong đó đó. Để các bạn, nãy giờ các bạn có nhìn thấy các thủ thuật, các động tác của cameraman chúng ta làm để mà tiêu diệt Kibidi Toilet không? Là chúng ta ở trên nắp bình cỏ có một cái nút nhấn á, chúng ta phải nhấn xuống là tiêu diệt được Kibidi ở trong toilet rồi đó. Chúng đang đến đó các bạn. Xử lý chút, mà xử lý chút, tuyệt vời quá. Can hai like, can một like thôi, hai like là coi như không có rồi. Đây rất là nhiều cameraman chạy xuống từ cái like, là chiến thắng rồi các bạn ơi. Hai like, chúng đang tới, chúng đang tới, chuẩn bị chiến đấu nữa nào các bạn. Đó, đấy rồi, các bạn có thấy là súng bắn nó được bắn tầm xa được, cho nên mấy cái con Kibidi Toilet đang bay đó chúng ta bắn được hết, cameraman bắn được hết. Còn thường là những cameraman mà sử dụng cái phục bằng tàu thì phải đến gần thì mới xử lý được cái con Kibidi Toilet này. Ôi, xuất hiện một con khổng lồ trận chiến có vẻ như là vẫn chưa kết thúc đâu các bạn, đang rất là kịch liệt luôn. Có một chiếc xe tăng ở bên phía cameraman của chúng ta đang đến để tiêu diệt đi toilet khổng lồ đó các bạn. Ôi trời ơi, cần phải hài hước như vậy không? Mụn một cái rồi mới tát cái bóp xong, đang chiến đấu mình cảm thấy cười đau bụng quá các bạn. Mấy anh cameraman hay đóng hài quá hả, núp ở dưới bồn cầu nữa chứ. Ẩn thân như vậy là những cái con Kibidi Toilet nó tưởng là đồng bọn á, nó nhìn thấy cái bồn cầu á, nó đâu có biết là cameraman đang ở phía sau đâu. Tiêu diệt chốt, 1 2 3 bắn. Ủa sao vậy? Có nhiều điều bất ngờ quá các bạn ơi. Chúng tới rồi, chúng thả bom luôn đó các bạn. À, có thấy không, chúng thả bom lửa. Ôi, đi đi toilet mà có 3 đầu luôn các bạn, chúng có thể kết hợp với nhau thành 3 cái đầu.
Tuyệt vời, tôi đâu khổng lồ. Các bạn thấy nó phun cái gì ra không? Cho nên á, khi mà chúng ta đến gần toilet, chúng ta phải vệ sinh tay sạch sẽ. Ở nhà thì mình nói ba mẹ vệ sinh toilet cho sạch sẽ nha, để chúng ta đến gần nó không có bị bẩn tay chân nè. Một cameraman khổng lồ. Ồ, nhưng tại sao hai bên lại đấu với nhau ta? Có vậy các bạn. Trời ơi, chúng có súng 8 nòng luôn đó các bạn. Trận chiến chưa có hồi kết. Đấy. Trời ơi, một anh cameraman đã bị quăng xuống đất rồi. Cố lên nào các bạn. Dội nước nè, dội nước nè. Giống như chúng ta thấy xe cứu hỏa mà đi dập lửa vậy đó, thì muốn dập lửa phải dùng nước nha các bạn. Dập lửa từ các đám cháy bình thường thì chúng ta dùng nước. Ôi không, ôi không, ôi không. Chúng đáng sợ thật đó các bạn ha. À, mình hiểu rồi các bạn. Nãy giờ chúng ta nói cameraman đấu với nhau, thật ra bên trong của cameraman có một cái con virus đó, đi toilet điều khiển đó.